Trưa Chủ nhật, ngày 5 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh được Đức Thánh Cha khai triển dựa trên tin mừng Chúa Nhật 6 phục sinh về tình bạn thật. Sau đây là nội dung bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù. Hôm nay, tin mừng kể với chúng ta về Chúa Giêsu khi Ngài nói với các tông đồ: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu. Điều này có nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh, những tôi tớ của Thiên Chúa là những người đặc biệt được người giao phó những sứ mạng quan trọng, như ông Môsê, vua David, tiên tri Elia, cho đến Đức Trinh Nữ Maria. Họ là những người được Thiên Chúa đặt vào tay kho tàng của người. Nhưng theo Chúa Giêsu, tất cả những điều này vẫn chưa đủ để nói rằng chúng ta là ai đối với người. Chúng ta cần nhiều hơn, một điều gì đó lớn lao hơn, vượt xa hơn những điều tốt đẹp và các dự án. Chúng ta cần tình bạn. Vì là con, nên chúng ta học được trải nghiệm này thật đẹp biết bao. Chúng ta tặng cho bạn bè những đồ chơi và những món quà đẹp nhất. Rồi khi chúng ta lớn lên, ở tuổi thiếu niên, chúng ta tâm sự những bí mật đầu tiên của mình với họ. Khi còn trẻ, chúng ta bày tỏ sự trung thành. Khi trưởng thành, chúng ta chia sẻ những niềm vui và nỗi lo lắng. Khi về già thì những kỷ niệm, những trăn trở và sự thinh lặng của những ngày dài. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn nói với chúng ta rằng, dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người, tình bạn ngọt ngào giúp tinh thần thêm vững mạnh. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về những người bạn của chúng ta và tạ ơn Chúa vì họ. Tình bạn không phải là kết quả của sự tính toán, cũng không phải của sự ép buộc. Nó nảy sinh một cách tự nhiên khi chúng ta nhận ra điều gì đó của mình ở người khác. Và nếu là tình bạn thật, thì nó mạnh đến mức không bớt đi, ngay cả khi bị phản bội. Sách Châm Ngôn một lần nữa khẳng định, bè bạn thương nhau mọi thời mọi lúc, như Chúa Giêsu cho chúng ta thấy khi người nói với Giuđa, kẻ đã phản bội người bằng một nụ hôn. Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Một người bạn thực sự không bỏ rơi bạn, ngay cả khi bạn mắc lỗi. Anh ấy sửa lỗi bạn, có thể mắng bạn, nhưng tha thứ cho bạn và không bỏ rơi bạn. Và hôm nay, trong tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta chính là những người như vậy đối với người, những người bạn, những người thân yêu vượt quá mọi công trạng và mọi mong đợi. Chúa giang tay và trao ban tình yêu, ân sủng và lời của người cho chúng ta. Người chia sẻ với chúng ta những gì quý giá nhất của người, tất cả những gì người đã nghe từ Chúa Cha, đến mức làm cho mình trở nên mong manh đối với chúng ta, tự đặt mình vào tay chúng ta, mà không phòng thủ và không giả vờ, bởi vì người yêu thương chúng ta, người muốn điều tốt lành cho chúng ta, và người muốn chúng ta tham gia vào sứ mạng của người. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi, Chúa có khuôn mặt nào đối với tôi? Khuôn mặt của một người bạn hay một người xa lạ? Tôi có cảm thấy được Chúa yêu như một người đáng yêu không? Và đâu là khuôn mặt của Chúa Giêsu mà tôi làm chứng cho người khác, đặc biệt là cho những người mắc lỗi lầm và cần được tha thứ? Xin mẹ Maria giúp chúng ta lớn lên trong tình bạn với con của mẹ và lan tỏa tình bạn ấy xung quanh chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Regina Celi Laetare, Alleluia. Quia que me ruisti portare, Alleluia. Resurrexi secudixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gaudet Laetare, Virgo Maria, Alleluia. Quia surrexit Dominus Fere, Alleluia. Deus, che per resurrezione infilitui Domini Jesu Christi, mundum litificare degnatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et funtis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis.
requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Exultum nunque tusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha chúc mừng anh chị em tín hữu chính thống giáo và một số giáo hội công giáo Đông Phương hôm nay mừng lễ phục sinh theo lịch Giuliano. Đức Thánh Cha chúc anh chị em chính thống giáo tràn đầy niềm vui của Chúa phục sinh và bình an trong tất cả các cộng đoàn. Xin Chúa phục sinh an ủi những ai đang chịu thử thách. Đức Thánh Cha cũng chúc mừng các tân vệ binh Thụy Sĩ và chào gia đình của họ trong dịp các tân vệ binh tuyên thệ vào ngày thứ hai, mùng 6 tháng 5. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.